nước đó dùng nước tương nhiều. Nước tương mình mua cái loại ngon nhưng mà nó mỗi tuần mình sợ mặn một chi. Đây là con đường Trần Phú ở bạn quận 5, gần nhà tăng lễ An Bình, thì có một quán xôi mặn của người Hoa, bán rất là đông khách, bán khoảng 40 năm nay rồi. Đây quán xôi đây. Bây giờ mình sẽ đi mua món xôi mặn đây các bạn, có 10 ngàn thôi, ở địa chỉ 409 đường Trần Phú quận 5 các bạn. Ở đây thường gọi là xôi mặn nhà xác bởi vì nó cạnh cái nhà tăng lễ An Bình các bạn. Chúng ta cùng vô xem quán như thế nào. Xôi rất là thơm ngon. Chúng ta cùng xem các chú ở đây làm và khách hàng. Chú một phần thì có 10 ngàn thôi à chú? 10, 15, 20. Tùy theo loại khách lựa chọn. Cái này là đủ rồi không? Cái này mình bán mấy chục năm rồi rồi chú. Cái này mình bán năm rồi, 40 năm rồi. Gần 40 năm rồi. Hàng ngày mình mở mấy giờ chú? 4 giờ chiều á. Giờ chiều cho tới hết là nghỉ đó, tới 12 giờ đi. Dạ, một phần của mình gồm có những món gì trong đó thì chú? Mỡ hành, đậu phộng, trà bông, lạc xưởng. Mỡ hành, đậu phộng, trà bông và lạc xưởng, gói lá chuối. Ngày mình bán mấy ký lá chuối chú? Lá chuối không tùy theo, là xấu thì bỏ rồi, bỏ mấy lá tốt rồi. Đây là lạc xưởng này, mình trà bông, đây là chuối để làm ra xôi, lá chuối các bạn. Đây là hành bỏ lên xôi nha các bạn đó. Đây là hành bỏ lên mặt xôi hả chú? Hành phi hả? Hành phi á, bỏ hành. Dây cho nó chạm. Chú có bỏ tiêu ở đường không? Bỏ muối vào đường không? Quay không, chỉ quay cho nó chín. Dạ. Mùi vị nó hương vị nó khác người ta. Một phần như vậy chú bán bao nhiêu chú? 10 ngàn một gói. Ai nữa? Nhỏ là 10 ngàn, 10 ngàn, 15, 20. Dạ. Thì thêm nó ăn. Đa số học sinh nó phải ăn đó. Cái tay trường giờ này tại bữa nay chủ nhật không có học sinh đó. Thường thường thứ hai tới thứ sáu đồ là học sinh nhiều lắm. Sao mình phải nhúng cái muỗng vô cái nước rồi chú? Không cho nó dính á. Tại mình xài nóng mà, thì nóng làm không dính á, đó là cũng dính thôi. Cái này
bây giờ mình theo truyền thống rồi. Còn bát chuối thì nó ngon, bỏ lên nếp nó thơm. À. Còn xài bát cái mũi thì nó mùi. Con bát chuối này là chứ là không. À. Còn bỏ lên bây giờ cái ở ngoài còn bán như ba cái bao đông này kia nè, nó tốt. Không? Cái này là mình làm thủ công hết luôn á, thủ công nhà làm. Nếp này là mình lấy ở đâu? Nếp mình là lấy miền Tây. Chú mà ngày thường thường nắng bình thường chú nấu bao nhiêu ký nếp? Chúng ta canh luôn rồi. À, giờ mình canh luôn rồi. Thì theo cái mưa gió này thì mình làm bất lợi. Còn bây giờ mình bán dai dai ở thứ bảy cũng mình hơi đông một chút. Giờ đang đi chơi á, đi Sài Gòn đi chơi là bộ về. Đây chú có giao hàng không chú? Ví dụ người ta không, đặt. Có mấy hàng áo đỏ đó giao lại đó. À phút đi á hả? Ờ út đi thì không vàng này kia đó là nó có lợi, người ta mua thì mình nằm cho nó sớm chút cho nó giao thành ta. Dạ. Nhiều nhất hả? Dạ. Mấy chục gói giống như người ta mua đi chơi. Một lần mấy chục gói? Mấy chục gói là bình thường, mình đang chơi thì xa giống như 4-15. Trong bóc này kia chơi á. Mình bán mấy chục năm rồi. Dạ. Ta ăn đâu biết rồi. Chú ở đây khách đó ăn người ta có khen ngon cái gì không chú? Ví dụ như là nó ngon. Không, ví dụ như là ngon về lạp xưởng hay là à cái tùy theo người ta, dù thì người ta ăn hồi buổi này không ăn mỡ thì không có lạp xưởng, không có dầu, không trà bông, ăn nước tương trà bông. Nè mỡ bán bé phải mỡ nhiều. Mỡ hành là tự chú làm thôi hả? Mỡ hành ở nhà làm. Qua một thời kỳ dài rút kết kinh nghiệm từ ý kiến từ khách. Giống như cái lâu hổng này chuyện nè, bà già ông già ăn được hết. Ông già bà già không có ăn được cái gì luôn á. Có cái thấy cái tên mà xui nhà xét đó khách đặt cho chú á là bình thường không? Đâu có gì đâu, thấy cũng bình thường tại vì mình ở nằm đây nhà xác mà sạc tên luôn mà là chịu thôi. Ngày mình bán lá chuối này là chú là bao nhiêu ký không? Không biết à, đã nói với anh là đá đẹp thì mình có lợi nhiều hơn, đá xấu thì mình bỏ như là bỏ bớt. Dạ. Không có tính được cái đá chú. Xôi thì ký một ngày chú nói bao nhiêu ký xôi chú? À, cái đó cũng tùy. À. Tùy theo, nắng quá mưa nắng quá thì mưa quá mình làm bất lợi, nắng thì mình làm đá đẹp. Khách đứng mua rất là đông các bạn. Người đứng ngoài đường, người vào bên trong. Ở dưới đây cũng có bán xôi à, cà dép cũng ngon nữa. Dạ. Tối á, tối đi. À, bán cái bánh xôi dị rồi đó. Dạ. Khúc nào vậy? Chút. Nghe đi nè. Xin là chỗ bán bao á. Sau lưng mấy cái xe hơi màu đen đứng đầu đi. À dạ. Tối chút ngon ăn ngoài nhà. Thế là mấy bán ngon lắm á. À, mười mấy năm rồi. Chị gần đây nhà chị gần đây không? Nhà chị ngon lắm á. Chị thấy ăn ở đây có gì đặc biệt chị xôi ở đây á? Xôi nơi này nè. Nó vừa ăn, nó không có nhiều, vừa đủ người ăn. Chị biết cái tên của quán xôi nào? Xôi nhà xác đúng không? À, nhưng mà chị nghe tới cái tên đó chị có thấy rùng rợn hay gì không? Là cái trà xác của chị á? Không. Không đúng không? Tại vì ở đây, gần đây là nhà xác với bán thùng. Vâng. Phải sới liên tục chứ không là đóng cọc hả chú? Không phải. Tầm bỏ vô bánh bút bên đây hết rồi mình đưa qua. À cũng 5 giờ lắm mà giờ cũng rớt rồi. Bánh bút bỏ. Anh một phần đó là mình bỏ bao nhiêu miếng lạp xưởng anh? Mùa hè là 4 miếng lạp xưởng. Dạ. 15 là 6 miếng, 20 là 8 miếng. Dạ. Mới bỏ là lạp xưởng này Sóc Trăng. Dạ. Lạp xưởng lấy lên từ Sóc Trăng thôi. Còn trà bông ở nhà mình làm. $10,000 là một giá hả chú? Một muỗng. À, không có đâu. Chúng thấy nãy giờ thấy để ý chú Mốc vào. Có nè, một muỗng là bây giờ mình phải canh chứ. Hai ba muỗng mình phải canh đều vô. Chú bán lâu nào chú múc quen đúng không? Ừ. Múc muỗng là được. Không. Cũng được. Không, không được. Canh nấu được. Chú bán mấy chục năm rồi những tay nhanh quá hả? À. Bán mấy chục năm thao tác tay nha. Tiền ba nó đều nhẹ luôn. Nó kịp bán cho khách chứ. Đó. Con thấy khách đứng ở đây mỗi lần gọi là
một lần là mấy gói. Nóng là bị bài luôn hả? Nóng là bị bài luôn. Ờ, soi lên dữ hoài. Chú mấy này là làm sẵn hả chú? Làm sẵn. Khách tới là đưa thôi. Nhưng mà không chịu lỡ, nhưng mà lỡ chịu lỡ. Nhưng mà nó phải lỡ, nó lấy tiền đi. Đây là lá chuối dùng để gói xôi đây. Giá cả rồi. Giá cả là coi như 10-20 rồi, muốn mua bao nhiêu mua nhưng mà rất rẻ, bán rất ngon. Hàng ngày bà có hay ăn ở đây không? Ê, ăn miết à, ăn miết ngày nào cũng có. Ngày nào cũng ăn? Ờ, bữa nào cũng có. Khách chiên đây mấy năm rồi. Rồi. Bữa năm một gói thôi ha. Chú hình như con thấy mình nhà mình là người Hoa hả chú? Người Hoa. Chú hàng ngày là khách tới đây mua giờ nào đông chú? Giờ hả? Giờ có 6 mấy 7 giờ. Không đâu. Lúc nào mình cũng này mình người nhà mình hay là nhà. Thuê chú làm bán. Ủa chú xôi này trước đó là mình bán ở đâu chú? Bán trên góc đường Trần Phú chú Phương đây nè. Dạ. Bán góc đường chợ đó về đây bán. Năm bao nhiêu mình mới về về đây chú? SEA Games 23 Việt Nam mình tổ chức á. À. Và về đây luôn rồi đó. Chị biết SEA Games 23 Việt Nam mình tổ chức là về đây không? À. Về đây là. Sát ở các bạn thì có 10.000, 15.000, 20.000 đều bán.